Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có sẵn sàng để học lời của Chúa chưa? Hôm nay là tuần lễ chúng ta bước vào mùa kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Mỗi một lần Giáng sinh đến, thì chúng ta nhìn thấy đi ngang qua những nhà thờ thì có những cái trang hoàng, nào là ngôi sao, nào là đèn, nào là máng cỏ, để nhắc lại về sự kiện mà Chúa Giêsu đã đến trong thế giới này. Nếu quý vị là những người đã tin Chúa lâu năm thì chúng ta cũng thường nhận được những cái tấm thiệp, và thường là hình ảnh trên những tấm thiệp cũng xoay quanh câu chuyện Giáng sinh. Và điều đó làm cho chúng ta thường nghĩ đến Chúa Giêsu một cách không đầy đủ. Bởi vì đâu đó chúng ta cứ chú tâm vào việc Chúa Giêsu là một em bé ra đời trong một đêm vắng lặng. Thân phận của Ngài không có một nơi để có thể nằm trong ngày mẹ sinh ra, và Chúa Giêsu phải nằm trong chuồng chiên, nằm trong máng cỏ. Nhưng thật ra đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ, giống như một viên kim cương có nhiều mặt khác nhau. Và nếu chúng ta chỉ nhìn vào một mặt của viên kim cương thì nó chưa phải là viên kim cương. Và tôi hy vọng rằng hôm nay qua lời của Chúa, chúng ta có thể hiểu rõ hơn phần nào về Chúa Giêsu của chúng ta, là đấng mà hầu hết các hội thánh ở khắp nơi trên thế giới, và chúng ta thấy rằng kể cả những người có đạo lẫn những người không có đạo đều tập chú vào sự kiện Giáng sinh. Chúng ta hãy nghe tất cả những gì mà Chúa mô tả về sự Giáng sinh. Chẳng hạn thì là Kinh Thánh nói như thế này. Tôi xin đọc cho chúng ta nghe lời của Chúa. Lúc ấy, Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng ta thấy khi Luca mô tả về sự kiện Chúa sinh ra thì ông bắt đầu, đó là vào lúc hoàng đế Augustus ra một chiếu chỉ, đó là ai trở về quê hương để đăng ký vào sổ bộ. Và lúc bây giờ là đế quốc La Mã muốn làm một cuộc thống kê dân số. Có lẽ chúng ta hiểu điều này rất đơn giản, bởi vì trong những ngày qua thì tôi không biết là nếu quý vị có hộ khẩu ở tại thành phố thì thường là chúng ta bị buộc phải khai vào một cái tờ khai, bởi vì chuẩn bị, nghe nói là cuối năm nay thì sổ hộ khẩu sẽ không còn sử dụng nữa. Và từ năm ngoái cho đến bây giờ đó thì hầu hết chúng ta đều được đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân có gắn chip, đúng không? Và lâu lâu chúng ta thấy là người ta muốn kiểm tra dân số, người ta muốn tổ chức lại để có thể quản lý, thì là thường có những cái sắc lệnh như vậy. Và ở đây Luca mô tả rằng lúc hoàng đế Augustus ra một chiếu chỉ, đó là ai nấy phải trở về quê hương để kiểm tra dân số, thì Joseph và Mary phải rời Nazareth trở về Bethlehem. Và trong giai đoạn đó thì Mary đã sinh một em bé đặt tên là Giêsu.
một số người không có hiểu Kinh Thánh hay là chống đối đạo của Chúa thì nghĩ rằng lễ Giáng sinh chỉ là một cái câu chuyện tưởng tượng của những người theo đạo Thiên Chúa nghĩ ra mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh mô tả rất rõ ràng, vào thời của Hoàng đế Augusta. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lên tờ lịch đó, thì chúng ta sẽ biết là August là tháng mấy? Là tháng 8. Bởi vì người ta lấy tên của những vị hoàng đế để đặt cho những tháng, và lịch của chúng ta được gọi là lịch Julian hay là lịch Gregory, được thay đổi bởi từ thời đế quốc La Mã. Tôi muốn nói điều đó để xác nhận một lần nữa rằng sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh là một sự kiện lịch sử, không phải là một câu chuyện hoang đường, bởi vì nó căn cứ vào một giai đoạn lịch sử không thể chối cãi được. Hơn thế nữa, ngày hôm nay, dù là người có đạo hay không, thì buổi sáng hôm nay, khi chúng ta nhìn lên tờ lịch, chúng ta cũng sẽ thấy hôm nay là ngày 11 tháng 12, 2022. Tại sao lại là 2022? Bởi vì từ khi thế giới này được tạo lập nên, từ khi có con người đầu tiên cho đến bây giờ, không phải chỉ có 2022 năm thôi. Nhưng mà điều đó cho biết rằng, căn cứ vào sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh, thì người ta tính trước Chúa Giáng sinh hay là sau Chúa Giáng sinh. Nhiều người không thích nhắc đến chữ Chúa, cho nên người ta nói rằng trước công nguyên hay là sau công nguyên. Nhưng mà dù nói cách nào đi nữa, dù tránh né ra sao đi nữa, thì không thể chối cãi rằng sự kiện Chúa Giêsu, Ngài là trung tâm của cả lịch sử nhân loại. Và ngày hôm nay, lịch sử phải căn cứ vào sự kiện Chúa Giáng sinh. Trong cái câu chuyện mà chúng ta đọc mô tả, chỉ là một em bé, con của Mary và Joseph theo phần xác. Thậm chí trở về Bethlehem, không có một chỗ trọ nữa, đến nỗi phải nằm ở trong chuồng chiên và sinh ra tại đó. Như vậy con người đó là ai? Chúa Giêsu là ai? Và chúng ta thử xem Ngài là đấng như thế nào. Giăng đoạn 1 thì sứ đồ Giăng khẳng định ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Cái chữ ngôi lời là chỉ về Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng mà qua Chúa Giêsu chúng ta có thể biết được về Đức Chúa Trời. Tính cách của Đức Chúa Trời được thể hiện trong chính con người của Chúa Giêsu. Vì vậy Giăng dùng chữ ngôi lời, dịch ở trong tiếng Việt là như vậy. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Vậy đó, cái em bé được sinh ra trong máng cỏ có từ ban đầu. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của cả vũ trụ, nhưng em bé đó, Chúa Giêsu đó cũng đã ở cùng với Đức Chúa Trời từ ban đầu, và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng muôn vật đã làm nên bởi em bé được sinh ra trong máng cỏ đó. Chúng ta hãy xem Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói gì. Ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Có nhiều người nói khó tin quá. Thôi anh thì có đạo Chúa, còn tôi thì theo đạo Phật. Hoặc giả tôi lớn lên, gia đình tôi có một tôn giáo khác rồi, để cho tôi yên ổn theo cái tôn giáo đó. Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị đang có mặt ở đây, và quý vị là những người tình cờ xem qua chương trình live stream Phật Thích Ca hay là Khổng Tử hay là Mahomet, có một lãnh tụ nào dám nói rằng ta là đấng tạo nên vũ trụ không? Có ai nói rằng các con theo ta đi, rồi mai mốt khi các con từ giã cuộc đời này, các con chết, các con sẽ được ở với ta? Tôi không biết quý vị, trong khi theo những cái tôn giáo thì có giáo chủ nào dám nói như vậy không? Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài khẳng định rằng ban đầu, từ thuở sơ khai, từ thuở ban đầu,
Chính Ngài là Đức Chúa Trời tạo nên trời đất, vũ trụ và mọi điều chúng ta thấy đó. Và Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem thêm Khải Huyền đoạn 1 câu 17-18. Thì Chúa Giê-xu nói như thế này: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cái đấng mà nói những lời này chắc là chúng ta biết là ai rồi. Đấng đã chết, đã bị đóng đinh trên cây thập tự, đã chết nhưng đã sống lại sau 3 ngày. Đấng đó khẳng định rằng Ngài là đấng có từ ban đầu, Ngài cũng là đấng có sau cùng hết mọi vật. Và trong Khải Huyền nói rằng ta là Alpha và Omega. Alpha là mẫu tự đầu tiên trong bảng chữ cái của tiếng Hy Lạp. Omega là mẫu tự cuối cùng. Ngài là khởi đầu và Ngài cũng là cuối cùng. Ngài nói rằng ta đã chết, ta đã sống và đang sống đời đời. Chìa khóa của sự chết và âm phủ ở trong tay của Ngài. Và chúng ta biết, người biết Chúa Giê-xu, người được làm con của Chúa Giê-xu, sự chết không thể khuất phục được. Không một giáo chủ nào, không có một tôn giáo nào có một giáo chủ dám xưng nhận như vậy, chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Chúng ta hãy xem Philip đoạn 2 câu 6 câu 8 nói gì. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người. Tôi hy vọng rằng tất cả những điều mà tôi đọc đó đủ để thuyết phục tất cả chúng ta. Bởi vì đây là lời của Chúa, đây không phải là ý tưởng của con người, đây không phải là ý tưởng của cá nhân tôi. Nhưng mà Chúa khẳng định rằng Chúa Giê-xu vốn mang hình dạng của Đức Chúa Trời và Ngài đã tự bỏ chính Ngài để hiện ra như một người và đã nằm trong bụng của Mary, sinh ra như một em bé nằm trong máng cỏ. Mỗi mùa Giáng sinh đến, chúng ta nhìn vào hình ảnh của Giáng sinh, chúng ta thấy Chúa Giê-xu nằm trong máng cỏ. Nhưng đừng quên rằng đó chính là đấng có từ ban đầu. Đừng bao giờ quên rằng đó chính là đấng tạo nên vũ trụ này. Đừng bao giờ quên rằng chìa khóa của sự sống và sự chết nằm trong tay của Ngài. Đừng bao giờ quên rằng Ngài là trước hết và là sau cùng. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một em bé thì cần chúng ta hỗ trợ Ngài, bởi vì một em bé đâu có thể làm gì được, đúng không? Nếu Chúa Giê-xu là một em bé thì yếu đuối quá, mình có thể làm hại em bé đó được, người ta có thể làm hại em bé đó được. Nhưng mà trong khi thờ lạy Chúa Giê-xu Giáng sinh thì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang đứng trước vua của muôn vua, Chúa của cả vũ trụ này. Tôi đã kể cho quý vị nghe rồi, tôi không bao giờ quên được cái kỷ niệm trong cuộc đời, và chắc chắn tôi sẽ còn nhắc lại nhiều lần nữa cho con cháu của mình. Vào năm 2005 thì lúc bấy giờ Việt Nam bắt đầu ban giao với Hoa Kỳ. Và tôi nhớ trước đó là phái đoàn của Tổng thống Bill Clinton đã đến Hà Nội rồi đến Sài Gòn. Và tôi nhớ đêm hôm đó đó, khi ông vào Sài Gòn thì đoàn xe của ông đi, người ta đứng đầy trên lan can hai bên nhà, đứng đầy đường để đón chào một vị Tổng thống Hoa Kỳ. Lúc đó không thể chen chân được. Mấy năm sau, 2005, thì một vị Tổng thống khác của Hoa Kỳ là Tổng thống George Bush, ông và phái đoàn đến Việt Nam. Và một buổi chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội và nói rằng bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Condoleezza Rice, muốn được mời mục sư để gặp mục sư vào ngày mai. Tôi không thể nào nghĩ được cái vinh dự vô cùng lớn lao đó. Sau đó tôi bàn liền với nhà tôi và tôi trả lời, vâng,
rất là vinh dự, tôi nhận lời. Tôi được hướng dẫn và ngay lập tức tôi mua vé máy bay tối hôm đó ra Hà Nội liền. Sáng hôm sau thì được sắp xếp một cuộc gặp và một vài mục sư cùng tôi, cùng với bà trò chuyện với nhau trong 35 phút. Tôi được biết bà là con gái của một vị mục sư, giáo phái trưởng lão, ông nội của bà cũng là mục sư. Bà trò chuyện rất là gần gũi. Bà hỏi thăm về tình hình tự do tôn giáo lúc bấy giờ. Bà cũng biết về tình hình không có hộ khẩu của tôi. Bà hỏi thăm và bà nói rằng chúng tôi có thể giúp được gì cho hội thánh ở tại Việt Nam thì chúng tôi sẽ làm hết sức. Và sau đó tôi nhận được hộ khẩu. Thật ra đó, nó cũng có một chút trục trặc là tại vì cái quy trình để làm hộ khẩu đó là mình phải xin cái giấy cấp số nhà trước để người ta căn cứ vào cái số nhà đó người ta cấp hộ khẩu. Nhưng mà lúc bây giờ nhà của tôi chưa làm giấy tờ, cho nên chỉ có cái số hiệu của cái khu quy hoạch thôi, đó là R5D3. Ngay lập tức, quá nhanh. Có lẽ là trong cái sự vận động như thế nào đó trong lãnh vực ngoại giao, công an thành phố tôi đã nộp nhiều năm rồi, nhiều lần từ chối rồi, tôi buồn lắm. Nhưng mà một lần nọ thì công an thành phố mời tôi lên và cấp hộ khẩu, cấp ngay vào R5D3. Bây giờ đó thì là cái số chính thức của khu vực đó là 157/15/8. Còn R5D3 nó không phải là cái số chính thức, số của khu quy hoạch cấp cho cái lô đất đó mà thôi. Tôi muốn kể câu chuyện đó không phải để khoe, nhưng mà tôi muốn nói rằng gặp một lãnh đạo của một đất nước trên trần gian này mà còn vinh dự như vậy, huống chi chúng ta đến với một em bé trong mùa Giáng sinh. Dù em bé đó nằm trong máng cỏ, em bé đó có vẻ tầm thường, chung quanh Ngài là những người chăn chiên, chung quanh Ngài là sự từ khước của chủ quán. Nhưng mà hãy nhớ rằng ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Chúng ta được đặc quyền, chúng ta được đặc ân gặp gỡ đấng chủ tể của cả vũ trụ này, đấng làm nên thế giới, đấng tạo nên con người của chúng ta, và đấng sẽ còn cho đến đời đời. Vào tháng 8 vừa rồi, tôi cũng nhận được một cuộc gọi nói rằng sắp tới, vào kỷ niệm ngày 2 tháng 9 độc lập của Việt Nam, thì là Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp gỡ một số lãnh đạo tôn giáo, đại diện các tôn giáo, và chúng tôi mời mục sư viết một bài tham luận để phát biểu trước Thủ tướng về Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo làm công tác cai nghiện để hỗ trợ cộng đồng. Một vinh dự, một vinh dự. Thưa quý ông bạn chị em, thưa các bạn trẻ, mỗi Chúa Nhật chúng ta được đến để cùng nhau ca ngợi và gặp gỡ đấng tạo hóa của cả vũ trụ này. Chúng ta có thấy được vinh dự không? Nếu chúng ta coi việc đó là nhàm chán, nếu chúng ta coi việc đó là một cái sự ràng buộc, thì cầu xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để mở rộng tấm lòng của chúng ta, để mở tâm trí của chúng ta, để chúng ta biết rằng chúng ta được gặp vua của muôn vua, Chúa của cả vũ trụ này. Bởi vì Chúa Giê-xu nằm trong em bé đó, nằm trong máng cỏ đó, không phải là một em bé tầm thường, mà Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời và Ngài đã hiện ra như một người nằm trong máng cỏ. Chúa Giê-xu, tại sao Ngài phải đến như vậy? Kinh Thánh cũng giải đáp rất rõ ràng. Thời gian thứ nhất đoạn 4 câu 9 nói rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Câu trả lời rất đơn giản, rất rõ ràng. Tại sao một đấng vĩ đại như vậy, đấng chủ tể của cả vũ trụ như lời của Chúa nói, Ngài lại đến trần gian? Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Ngài yêu tôi, Ngài yêu mỗi một người trong chúng ta. Và nếu không có Chúa Giê-xu, chúng ta không thể nào đến gần Đức Chúa Trời được. Biết bao nhiêu người chung quanh trong những lúc lâm nguy cùng khổ đã ngửa mặt lên, trời ơi xin cứu tôi với, trời ơi xin giúp tôi với. Nhưng Ê-sai 59 nói rằng Chúa không phải nặng tay, tay của Chúa không phải ngắn,
Nhưng mà lời kêu cầu của các con không thể đụng đến Đức Chúa Trời, bởi vì có một đám mây tội lỗi đậm đặc ngăn cách giữa chúng con với Đức Chúa Trời, khiến Ngài không muốn nghe lời cầu nguyện của các con. Không có Chúa Giê-xu, chúng ta không thể đến được với Đức Chúa Trời đâu. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì chỉ một mình Ngài đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23 thì cũng nói thiên sứ hiện ra với Mary trong lúc mang thai, và thiên sứ nói như thế này: một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúa yêu chúng ta biết bao. Ngài muốn đến gần chúng ta. Ngài muốn ở với chúng ta. Và Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, vĩ đại. Nếu ai gặp gỡ Đức Chúa Trời, nếu ai thấy mặt Đức Chúa Trời thì không thể sống được. Chúa biết điều đó, vì chúng ta là tội lỗi, Ngài là thánh khiết. Và Chúa yêu chúng ta, Chúa muốn ở gần với chúng ta. Ngài muốn đến ở cùng chúng ta. Và Ngài đã ban con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để ở cùng chúng ta. Chúng ta hãy xem Cựu Ước Daniel trong một lần nọ, khi ông bị lưu đày tại xứ Babylon và Chúa cho Daniel thấy một cái khải tượng. Lúc bấy giờ ông được đem lên thiên đàng và ông đã gặp gỡ. Ông gặp gỡ một người mà ông mô tả như thế này: ta nhướng mắt nhìn xem, này một người mặc vải gai, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng ròng Upha, mình người như bích ngọc, mặt người như chớp và mắt như đuốc cháy, tay và chân như đồng đánh bóng và tiếng nói như tiếng đám đông. Ta, Daniel, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó, nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. Vậy ta sót lại một mình và thấy sự hiện thấy lớn đó thì chẳng còn sức nữa, mặt ta biến sắc cho đến tái đi và ta không còn sức nữa. Có lẽ có những người lần đầu tiên tiếp xúc với Kinh Thánh thì chúng ta cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà Daniel đã mô tả lại, khi ông được Đức Chúa Trời cho phép nhìn thấy một vị được mô tả ở đây, thì ông đã mô tả mắt như đuốc cháy, tay chân như đồng đánh bóng. Những người chung quanh ông chưa kịp thấy nhưng đã run rẩy sợ hãi. Và sau khi ông gặp gỡ đấng đó, ông không còn sức lực nào, ngã xuống. Và chúng ta biết rằng Cựu Ước bày tỏ rằng không ai có thể thấy mặt Đức Chúa Trời mà còn sống. Và Daniel đã gặp gỡ một đấng như vậy. Chúng ta hãy xem một chỗ khác, Khải Huyền đoạn 1. Đây là một trường hợp của một người khác, là sứ đồ Giăng. Giăng cũng đang ở đảo Bác Mô và được thấy một hình ảnh ở trong khải tượng, ở trong tâm linh. Và Giăng mô tả rằng: và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Hai người sống cách nhau 800 năm, thấy cùng một hình ảnh. Và chúng ta biết hình ảnh này là hình ảnh của ai? Hình ảnh của hai người này giống nhau và chắc chắn là một, phải không? Hình ảnh này là hình ảnh của ai? Khải Huyền cho chúng ta biết rất rõ, đó chính là Chúa Giê-xu đã hiện ra với sứ đồ Giăng. Chúng ta phải thừa nhận với Chúa rằng: Chúa ơi, những gì con hiểu về Ngài chưa đủ. Nhiều khi chúng ta giỡn mặt, có thể nói như vậy. Nhiều khi chúng ta coi thường, chúng ta chưa hiểu về Ngài đủ. Daniel nhìn thấy đấng đó, ông không còn sức lực nào.
Sứ đồ Giăng nhìn thấy đấng đó, ông không còn sức lực nào, ông ngã xuống như chết. Đó chính là Chúa Giê-xu đang ngồi trên ngai của Ngài. Đó chính là em bé nằm trong máng cỏ. Nhưng kỳ thực, Kinh Thánh nói rằng, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên trên nơi rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Chúng ta biết trong thời Cựu Ước, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm một lần mới được vào nơi chí thánh, bởi vì nơi chí thánh là nơi mà Đức Chúa Trời hiện diện. Nơi thánh và nơi chí thánh được phân ra bởi bức màn. Ai vào trong nơi chí thánh mà không được phép, không tẩy uế, sẽ ngã chết. Buổi sáng hôm nay, nhân cơ hội này, tôi muốn học với quý ông bạn chị em. Nhiều khi chúng ta coi thường, nghĩ rằng em bé nằm trong máng cỏ là tầm thường. Nhưng Ngài chính là đấng có từ khởi đầu. Nếu chúng ta được Chúa mở mắt, nếu chúng ta được đưa lên thiên đàng để nhìn thấy như Giăng đã thấy, để nhìn thấy như Daniel đã thấy, thì chúng ta sẽ nhận biết rằng Ngài đang ngồi trên ngôi cao sang. Nhiều khi chúng ta đang ở với một đại gia mà mình không biết đó. Và nhiều khi chúng ta coi thường. Thật ra dùng chữ đại gia là còn phạm thượng, bởi vì Chúa là vua của muôn vua, Chúa của cả vũ trụ này. Chúng ta hãy xem, trong mùa Giáng sinh, nhắc đến các bác sĩ. Các bác sĩ từ Babylon, từ phương Đông, lặn lội đi đến Jerusalem để thờ lạy Chúa Giê-xu. Chúng ta biết, hình ảnh mô tả các bác sĩ và chặng đường từ Babylon cho đến Jerusalem, đến Bethlehem đó, thì là người ta tính ra là trên dưới 2.500 cây số. Đoạn đường đi đó phải mất thời gian từ 4 tháng cho đến 5 tháng mới đến được. Vậy mà các bác sĩ ngày đi đêm nghỉ trên lưng lạc đà lặn lội, không phải đi tay không, mà đến vàng nhũ hương một dược, quỳ lại để dâng lên cho cái em bé nằm ở trong nôi đó. Bây giờ bảo mình đem đến cho một em bé nằm ở trong một chuồng bò hôi, mình sẽ nghĩ gì? Không dám đâu. Không thể chấp nhận nổi đâu, phải không? Tôi tin rằng các bác sĩ họ hiểu nhiều hơn chúng ta hiểu ngày hôm nay. Vì vậy họ sẵn sàng bỏ ra 4 tháng, 5 tháng đi một chặng đường rất dài. Họ không phải là những con người tầm thường, bởi vì thời bấy giờ để hiểu biết được có lời của Chúa như ở trong Dân Số Ký nói rằng sẽ có một ngôi sao ra từ Gia-cốp, và họ theo dấu ngôi sao đó để đi. Ngày xưa mà sở hữu được một con lạc đà, chắc chắn họ không thể mượn con lạc đà đó đâu, mà đó là lạc đà của họ. Ngày xưa mà có được một con lạc đà đó không có đơn giản đâu, phải không? Họ là những người giàu có, họ là những người trí thức, và họ hiểu rằng em bé được sinh ra là một đấng nhìn bề ngoài thì tầm thường, nhưng Ngài chính là vua trên muôn vua đã đến trần gian này. Hình ảnh này mô tả những người chăn chiên cũng đã đến thờ lại Chúa Giê-xu. Lạ quá! Chúa cho phép người giàu có, cho phép người trí thức đến với Ngài. Nhưng Chúa cũng cho phép những người tầm thường nhất. Người chăn chiên thời đó cũng giống như những người chăn vịt ngày hôm nay, giống như ở miền Trung những người chăn bò ngày hôm nay, vẫn được phép để đến thờ lạy Chúa Giê-xu. Còn chúng ta thì sao? Ngài đến không nằm trong cung điện. Nếu Ngài đến trong cung điện, sẽ không có ai trong chúng ta vào gặp gỡ Chúa thờ lạy Ngài được đâu. Ngài đến, chính Ngài đã chọn để nằm trong máng cỏ. Chúng ta biết,
Ngài đến chỉ là mượn thân xác của người mẹ về phần xác là Mary. Ngài đến như là một phương tiện để Đức Chúa Trời đến với con người. Ngài có quyền chọn bất kỳ gia đình nào, Ngài có quyền chọn bất kỳ nơi nào để Ngài đến. Nhưng mà Ngài chọn nằm trong máng cỏ. Buổi sáng hôm nay, có ai thấy mình tầm thường như một máng cỏ? Có ai thấy mình còn những hôi hám như một máng cỏ? Có ai thấy mình vẫn còn nhiều xù xì như một máng cỏ? Thì đây là tin tức tốt lành dành cho chúng ta. Ngài muốn đến, bước vào cuộc đời của chúng ta, làm chủ đời sống của chúng ta, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Và Ngài không phải chỉ là một em bé, hiện thân như một em bé đó thôi, nhưng Ngài là vua của muôn vua, Chúa của cả vũ trụ này. Chỉ mới cách đây một thời gian ngắn thôi, nhiều người trong chúng ta chứng kiến đám tang của nữ hoàng Elizabeth, tổ chức vô cùng long trọng, nhiều tiếng đồng hồ. Và có một câu chuyện kể về nữ hoàng này. Bà thường hay đi bộ một mình, đi dạo chơi trong rừng. Và một lần kia, bà đang đi dạo thì mưa đổ xuống. Bà chạy vội vào căn nhà của một nông dân ở bên đường, gõ cửa, xin mượn một chiếc dù. Người chủ nhà lầm bầm: ai mà giờ này làm phiền mình vậy? Và đã chọn một chiếc dù cũ nhất, đưa ra, không thèm nhìn nữa. Sáng hôm sau, một người kỵ binh của hoàng gia đến đứng trước nhà và gõ cửa để trả chiếc dù mượn ngày hôm qua. Nếu chúng ta ở trong tình cảnh của người nông dân, chúng ta sẽ nghĩ thế nào? Ước gì tôi đã không chảnh như vậy. Ông bà anh chị em ơi, Chúa Giêsu, Ngài là Chúa của cả vũ trụ. Ngài có từ ban đầu ở với Đức Chúa Trời là đấng tạo nên vũ trụ. Ngài là đấng sau cùng. Ngài là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ngài là đấng xứng đáng cho mọi tạo vật thờ phượng. Mùa Giáng sinh không phải để chúng ta kỷ niệm, nhắc nhở đâu, mà Ngài muốn gõ cửa lòng của mỗi một người. Ta muốn thăm viếng con. Ta muốn mở cơ hội để con có thể làm một điều gì đó, bày tỏ tấm lòng với ta. Và mỗi chúng ta trả lời trước mặt Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, sao con lại được đem đến điều này? Giống như nhiều ngàn năm trước, vua David, trong khi thờ phượng Đức Chúa Trời, thì ông đã thốt lên rằng: tôi là ai? Họ hàng tôi là gì mà Chúa đem tôi đến sự này? Tôi chỉ là một con chó chết. Tôi chỉ là một con bọ chết. Sao Chúa ban cho tôi đặc ân lớn này? Và ông đã phủ phục xuống trước ngai của Đức Chúa Trời, trước bàn thờ để thờ lại. Ông bà anh chị em ơi, Chúa không cần chúng ta đâu, nhưng Chúa chọn chúng ta vì yêu chúng ta. Hãy thưa với Chúa: mùa Giáng sinh này, con sẽ làm gì? Ngài muốn con làm gì? Xin Thánh Linh của Chúa là đấng sẽ hướng dẫn chúng ta. Thánh Linh của Chúa là đấng sẽ chỉ cho chúng ta làm điều tốt nhất. Có khi là dâng hiến một món tiền, có khi là cầu nguyện cho một thân hữu chưa biết Chúa, có khi là đem một người đến trong một buổi truyền giảng, có khi chỉ là gửi một tấm thiệp thôi, có khi chỉ cần nói với một người bạn rằng: Chúa yêu bạn nhiều lắm, bạn biết không? Ngài không cần nhiều. Ngay cả không biết những người chăn chiên đến thì có mang theo gì để dâng cho Ngài không? Kinh Thánh không nói, nhưng mà Ngài sẵn sàng tiếp nhận những người chăn chiên đến thờ lại Ngài. Xin Hội Thánh hãy đứng lên, hãy đến với Chúa trong thời giờ này. Hãy thưa với Chúa rằng:
những gì chúng ta hiểu về Chúa còn ít ỏi quá, còn nhỏ bé lắm. Xin cho chúng ta được biết Ngài nhiều hơn. Ngài sẽ vui lòng bày tỏ chính Ngài để chúng ta được biết. Hãy mở lòng mình ra để mời Chúa bước vào. Nếu Ngài sẵn sàng nằm trong một máng cỏ, thì cuộc đời của mỗi một người trong chúng ta dù tệ hại đến đâu vẫn còn hơn chiếc máng cỏ năm xưa. Đừng để đến một ngày kia chúng ta phải hối tiếc. Giống như người nông dân đã nói rằng ước gì tôi biết đó là nữ hoàng, tôi đã có thái độ khác. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.